Chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mà mình chạy chữ ở trong cái video của mình. Mình sử dụng thằng Camtasia để chạy chữ ngang và chữ lên xuống ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách chạy chữ đó. Thực hiện bằng Camtasia cũng rất đơn giản. Thì đầu tiên thì mình muốn thực hiện mình phải cho dữ liệu vào, có một cái video vào để mình thực hiện cái chức năng là chạy chữ. Rồi, đầu tiên mình import dữ liệu vào. Đây mình import hai cái này vào đây. Đây là cái logo, cái hình, còn ở bên dưới là một cái file video. Thì ở đây là cái file video này mình sẽ tại vì video này mình tải trên mạng nên nó có cái logo bản quyền của cái video này, nên mình kèm theo cái thằng mình chèn thêm cái logo của mình để đè cái logo bản quyền này ha. Thì đầu tiên mình đưa cái video này S xuống để xử lý cái video này ha, S to timeline ha. Rồi cái kích cỡ này thì mình kệ nó ha. Giờ mình chỉ thực hiện cách chạy chữ thôi. Rồi trên đây thì nó có cái 2D này, cái này là mình sẽ che cái bản quyền này. Giờ mình add cái logo của mình để che cái bản quyền của này là đó, add vào đây ha. Đó mình xài logo của mình, đè cái logo của cái video này đi, các bạn thấy không? Và cách thường mình add cái video vô, mình kéo qua cho hết luôn đó. Cái đó là riêng là chèn cái logo vào cái video, thì lúc giờ mình không có bị kéo tới đâu nó cũng không có bị dính bản quyền hết ha, không có bị bản quyền đó. Rồi rồi cách mình chạy chữ, đầu tiên mình chạy chữ thì mình phải có chữ trước. Muốn chạy chữ thì mình phải có chữ trước. Thì để có chữ thì các bạn vô cái ngay chỗ từ call now nè các bạn. Call now. Rồi, ngay chỗ này mình sẽ nhấp chỗ này hơn các bạn. Đây. Rồi, mình chọn cái chữ tờ nè, tab nè, chữ nè. Rồi, giờ mình thêm một cái. Giờ mình sẽ thực hiện cái chức năng chạy chữ mà chạy chữ từ bên phải qua bên trái ha các bạn. Giờ mình cho cái chữ qua ha. Giả sử như thường ở nhiều cái video thì mình thấy các bạn để là rất mong bạn nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Rồi, cảm ơn. Đó, thường là mình thấy các bạn dòng này mình cho nó đậm lên hơn các bạn. Đậm lên. Chữ đổi màu lên đây, chữ màu đỏ đi. Cho chữ cỡ khoảng 19 đi cho nó hơi bự bự cho. Thường á thì chạy chạy ngang á thì các bạn nên là đặt nó một cái câu một dòng thôi các bạn. Thì đây mình sẽ kéo qua cho nó cái chữ này nó chỉ nằm trong một dòng thôi nha các bạn. Kéo đại là phía bên ngoài luôn cho làm sao nó chỉ đó. Rồi giờ này là nó chỉ còn có một dòng nè các bạn. Rồi rồi giờ mình có chữ rồi. Rồi mình thêm một cái hành động vào cái chữ này. Thì đầu tiên mình muốn cho nó chạy từ mép bên 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 đây nè, nó chạy qua mép đây, chạy như mình kéo nè các bạn. Đó, chạy vậy á ha. Rồi thì đầu tiên là mình bỏ nó ở ngoài mí bìa ngoài đây trước. Đó. Rồi mình mới vào cái S, vào một cái hành động mình chọn nó rồi nè ha. Mình vào cái mo nè các bạn. Giờ mo chọn thằng
Visual Property nè các bạn, nhấp vào Visual Property. Rồi đây là mình add một cái hành động đó nè các bạn, coi như thêm một cái hành động nè, nhấn vào đây ha các bạn, nhấp vào đó. Khi mà bạn nhấn vào đây thì ở bên dưới nó có hiển thị ra một cái nút tròn tròn nè các bạn, à, nút quay tròn tròn hiển thị ra cái nút tròn tròn này là bắt đầu đã cái nó đã thêm mình một cái hành động rồi. Giờ bắt đầu hành động đó là gì, mình sẽ dùng cái con chuột mình kéo nó, cái hành động nó sẽ chạy từ đây qua bên đây nè ha các bạn. Đó mình sẽ kéo cho nó chạy qua hết luôn đó, tới ngay cái mí này luôn đó. Hành động của nó là như vậy, từ bên đây kéo qua đây. Nếu mà mình để yêu nguyên như vậy, cái dấu tròn như vậy á, thì mình sẽ nó sẽ không có chạy đâu các bạn. Các bạn phải cho thời gian của nó, các bạn chọn vô đây ha, các bạn kéo cái thời gian chạy của nó. Nếu các bạn để ngắn thì nó sẽ chạy mau, mà kéo càng dài thì nó sẽ chạy càng lâu. À, thôi mình cho nó ngắn ngắn tí ha, cho nó chạy mau tí ha. Rồi rồi bắt đầu mình xem ha các bạn, review cho các bạn xem ha, coi nó chạy sao ha. Rồi trong cái hình này đó, các bạn thấy nó chạy không? Rồi nó chạy tới đây là nó hết hen các bạn. Còn các bạn mà muốn nó chạy xuyên suốt cái video á, thì các bạn chỉ việc là coi như nè, các bạn cứ copy nó ha, Ctrl C, Ctrl V ha, copy nó ha, đó. Rồi mình cứ copy dán nó ra thôi, Ctrl C, Ctrl V thôi. Đó mình cứ dán dán nó là nó sẽ chạy liên tục thôi. Đó mình dán bốn cái ha, dán này. Hoặc là bạn muốn nó chạy ở cách xa một tí rồi nó mới chạy thì mình dán xa xa vậy, hở tới đâu thì mình dán tới đó. Rồi mình chạy xuyên suốt cho các bạn xem ha. Các bạn thấy nó chạy không? Chạy cũng rất ok hen các bạn. Mình thấy một số các bạn thường hay cho nó để nó chạy bên dòng chữ vậy ở bên dưới video cũng rất là hay. Rồi nó chạy đó, còn nếu mà cái để tới chỗ này nè các bạn thì đây nó không có, nó sẽ chạy tới cái điểm này thì nó sẽ chạy nữa. Các bạn đây ha, tới đây. Rồi. Rồi bắt đầu tới hả, đụng tới cái ngay chỗ cái chỗ cái test của mình thì nó sẽ chạy chữ ha các bạn. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Đó, chạy chữ. Rồi, cái đó là cái phần chạy chữ. Cái phần chạy chữ từ bên 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 phải và bên trái. Thì nếu nếu chạy chữ ngược lại thì đầu tiên bạn để mép bên bên đây, rồi sau hành động á, bạn chạy bên đây thì nó cũng ngược lại thôi. Giờ mình chạy từ ở ở dưới lên trên, thì cái cách chạy mà từ ở dưới lên trên nè, mình kéo cái video này lại ngắn lại tí tới đây đi. Muốn chạy từ ở dưới lên trên thì mình thường thấy các cái một số cái mình thường thấy một số các bạn á, trong cái tivi á, chương trình đài truyền hình Vĩnh Long nó có cái cách chạy từ dưới lên trên như vậy nè các bạn. Mình mới xem hồi tối nè, đài truyền hình Vĩnh Long nó có chạy ở cái khu như cái này là cái video của mình ha. Cho nó video thì mình thay đổi kích cỡ nó thì cũng bình thường đó bạn. Như video này thì mình chọn nó. À, quên, cái này là cái logo, xin lỗi bạn ha. Cái video ở bên dưới, thôi mình cắt một đoạn bên dưới này thôi. Này cái logo thì mình cứ bỏ, cái
đoạn video này mình lấy một đoạn thôi ha, để cho làm cái lấy lên đây ha. Mình giả sử thôi một cái video tới đây. Video thì thường nó đài truyền hình Vĩnh Long mình thấy nó để ở một cái khúc gì nè các bạn, rồi cái chữ từ bên dưới nó sẽ chạy lên, nó chui vô cái này đấy. Nếu muốn cái chữ mà nó chạy nó chui vô á thì các bạn để nó nằm ở bên bên dưới, thêm một cái tab ở bên dưới đây ha. Rồi mình thêm một cái tab chạy từ chữ từ dưới lên trên ha. Rồi mình add một cái này nè. Rồi cái chữ này á thì giờ mình sẽ thiết kế cái chữ, thiết kế cái chữ thường thì mình để là cái tiểu phẩm này là gì, cái tên là như giả sử như điện mặt trời, điện mặt trời đó. Rồi cái nhóm thực hiện, những người thực hiện, để là người thực hiện, hiện gồm có như là một là Nguyễn Văn Nam hay gì đó, hai là Trần Thanh, sẽ như mình Trần Thanh Phong. Rồi Nguyễn Thùy Linh chẳng hạn ha. Rồi cái đó là người thực hiện. Rồi quay phim là ai, quay phim, phim giả sử như là Tân Châu chẳng hạn. Rồi cái hoặc là liên hệ, thông tin liên hệ, bản quyền đi, bản quyền thuộc quyền Tân Châu chẳng hạn luôn. Rồi cái rồi cái thư mục ở dưới là chữ cảm ơn ha. Rồi rồi mình thiết kế cái này thì giả sử như này, mình cho cái mấy cái này thì mình kích thước thì chữ thì mình lớn nhỏ ngày hôm hai nhé, cho chữ lớn chữ đỏ luôn ha. Còn cái người thực hiện thì mình để màu khác đi cho nó nổi chút, màu vàng đi. Rồi quay phim thì mình để màu vàng đi. Rồi bản quyền cảm ơn này mình cho màu xanh này đi đó. Rồi mình thiết kế lại cho nó ha, thường mình để cho nó canh giữa đi. Mình rồi coi như nó tới một nhiêu đây nè các bạn đó. Như vậy mình sẽ cho nó chạy từ ở dưới lên trên ha. Thì cách chạy của nó thì đầu tiên cái này á thì các bạn cũng đầu tiên bạn cho nó xuống nằm ở dưới trước nè đó, kéo xuống dưới đây. Rồi giờ bắt đầu các bạn thêm một cái hành động cho nó, giờ vô cũng mà vô Visual Property các bạn đó. Các bạn mới add cho nó một cái hành động nè các bạn, add animation nè các bạn. Add một cái hành động là nó đã có một cái hành động rồi, khi mà add một cái hành động thì nó sẽ chạy như thế nào. Thì để mình kéo cái video này ra, mình muốn cho nó chui ở trong cái video này ha, thì mình add cái hành động của nó ha. Hành động của nó là chạy chui vô cái video tới tới lúc này luôn. Video add cái hành động đó.
Thì nó dài dài anh tiếc cây. Yeah, cái hành động này thì cái hành động của nó thì nó chạy làm sao đó, nhiêu đây, khoảng nhiêu đây đây ha. Rồi mình cho nó chạy để các bạn xem coi nó chạy có ok không ha. Từ dưới chạy lên trên ha, còn từ trên xuống dưới thì cũng ngược lại thôi các bạn. Đó các bạn thấy không, nó chạy từ dưới lên trên. Này thì mình để nó hơi dài thì nó chạy hơi chậm nè các bạn, tới cái video nó che lại nè, đó nó chạy bên dưới cái video thấy không, các bạn thấy nó chạy hay. Nếu mà các bạn muốn cho nó chạy thêm hay muốn ấy, bạn có thể là chạy chạy 2 lần cũng được, cũng copy dán luôn ha, CV cho nó chạy 2 lần, cái lần sau này mình cho nó chạy nhanh hơn đi thì mình kéo cái này ngắn lại, rồi mình kéo cái này ngắn lại thì mình cho nó chạy sẽ chạy nhanh hơn. Giả sử như chạy tới đây ha, đó, nó chạy tới đây hết. Thì, hoặc là mình muốn đưa cái thông tin về chạy lên nữa thì đó, cái này chứ này chạy mau hơn nè các bạn thấy không. Chơi. Cái phần mà chia sẻ của mình thì mình tóm lại cái phần chia sẻ của mình ha, là mình sẽ phần này mình chia sẻ là chạy chữ từ phải qua trái và từ trái qua phải, và chạy chữ từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới. Cái nguyên tắc cơ bản thôi là mình phải có chữ trước, rồi có chữ xong rồi mình mới thêm một cái hành động của nó. Muốn có chữ thì các bạn vào thằng kho nào này, các bạn thêm một cái test này, rồi có cái test thì các bạn đánh chữ vào, có chữ xong rồi bạn vẫn chọn cái thuộc chọn đối tượng đó, chọn nó, rồi thêm một cái hành động là vào cái thằng visual property. Visual property đầu tiên này nó không có nằm đây mà các bạn phải là vô mo chọn visual property thì nó sẽ nhảy qua đây. Rồi vô cái visual property á thì rồi các bạn chọn một add một cái hành động của nó. Thì hiện giờ nó đã có hành động rồi, thì ở trên đây cái nút add hành động thì nó đã ẩn, hoặc là mình cách mình xóa cái hành động của nó nè. Rồi mình chọn nó màu vàng vàng vậy ha, rồi cứ nhấn delete thôi. Đó, thằng này hết hành động rồi. Thì mình sẽ chọn nó. Giờ nó cái này thì mình tạo mới mới được ha. Add một cái hành động. Đó. Thêm nè. Làm nhanh ha. Thêm một cái test. Nằm đây. Rồi. Test này thì mình đánh chữ vào đây, đánh chữ vào đây, rồi từ có chữ rồi mình mới chọn một cái hành động vô đây, vô visual property do cái này thì nó cũng thằng này nè, đó tới đây add một cái hành động nó là các bạn, add một cái hành động cho nó, add đó, nó có cái hành động nè đó. Cái hành động này nếu mà mình mặc nhiên mình không có làm gì hết, mình để em ra thì hành động nó vẫn nằm tại chỗ thôi. Rồi, phần chia sẻ của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem ha. Chúc các bạn thì luôn xây dựng cái kênh của mình phát triển thật tốt. Chúc các bạn này luôn luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn ha.